Rồi bắt đầu mình di chuyển qua hai bên nè. À, kết hợp với tay nè. À, tới đây mình lòn ra, bây giờ bắt đầu mình lùi. À, nhớ quan sát nha, quan sát nha. Hồi nãy ai nói thiếu quan sát. Ok, go. Cùng nhau làm nha Nam nha. Nam, nhìn bạn cùng nhau làm nha. Bốn người cùng nhau làm. À, cho đẹp đội hình nha. Về, 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 về luôn. Về luôn, đúng rồi, chạm tay bạn mình. Chưa? Go. Ai nói thiếu quan sát? Ai nói thiếu quan sát là coi chừng nha. Rồi, nhìn thầy nha. Có làm động tác này được không? Một chân thôi, đá bóng ngoài. Một chân thôi, bắt đầu chân phải thôi. Nhẹ nhàng, được chưa? À, mình chạy về, mình làm chân trái. Được chưa? Dễ không? Go. Đúng rồi. Vỗ mạnh lên, vỗ mạnh lên. Mạnh lên, kêu lên. Đúng rồi. Rồi, chạy về làm chân trái. Đúng rồi. Đúng. Bước nhỏ thật nhanh tới đây. À, chạy. Chạy về. Nhẹ nhàng đó con. À, đâu có kêu đâu. À, nhớ cái mũi chân mình miết ở dưới đất. Nhớ mũi chân mình miết nè. Thấy chưa? Go. Đúng rồi. Thẳng cái lưng lên. Đúng rồi. Giỏi chưa? Rồi được chưa? Bây giờ ba thủ môn lại đây cho thầy lấy bóng ở đây, các con lấy bóng, thể bằng tay, bằng tay chứ, thể bằng tay tốc độ qua, thể bằng tay tốc độ qua. Rồi chúng ta có mỗi một nhóm 3 người, bây giờ để bóng đó, chưa đụng tới bóng, chưa đụng tới bóng. À, thấy cái con cao của mình không? Nghe tiếng còi, bây giờ chúng ta thi. Bốn người đầu tiên chạy nhanh lên đây, chạm cái này, chạy về chạm đây để thầy quan sát ha. Nếu mà bạn nào mà chạy chậm là bạn đó thuộc thì vào năm cái thôi, ba cái thôi, tại nam mà tập 5 cái là nam tập không nổi. Né ra cho bạn mình chạy về nè, né cái chỗ ra cho bạn mình chạy về, tránh ra, tránh ra, tránh ra cho bạn mình để chạy về. Đúng rồi. Tắt kéo bóng. À, qua đây. Đổi chân. Được chưa? Nhớ làm hai chân, có hư gì mình cũng vẫn làm hai chân. Ok con, Thiên. Được chưa? Lên mình kéo chân phải, về kéo chân trái, lên kéo chân trái, về kéo bên phải. Go. Ok, ok Phú, đúng rồi, tốt con. Hey.
Ok, các con đều tốt hết. Ok, cảm ơn các con. Hãy đón xem Cầu Thủ Nhí 2021 vào lúc 15h10 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 18 tháng 9 năm 2021.